Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra lời Chúa ở trong sách Luca. Chương 22. Câu 19 và câu 20. Luca đoạn 22 câu 19 và câu 20. Chúng ta đọc chung câu hai câu kinh thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Đoạn Ngài cầm bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: Này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy. Lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Một lần nữa anh chị em đọc câu kinh thánh lần nữa. Đoạn Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong, vẽ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: Này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy. Lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Trong tuần lễ này gọi là tuần lễ thương khó. Đối với bên Công giáo thì họ làm gọi là lễ lá ha. Dạ, lễ lá. Trong cái lễ này thì có, trong cái tuần này nó có lễ lá rồi lễ tro. Lễ lá đó là nói lên cái sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trước khi Ngài chịu sự thương khó, và tất cả dân chúng đều bẻ cái nhánh cây trà là và hô lên ngợi khen đấng nhân cho Chúa mà đến, Hosanna. Rồi cái lễ tro tức là cái lễ mà Chúa Giêsu Ngài phải chịu thương khó, Ngài bị bắt, bị đánh đập, bị tra khảo và bị đóng đinh. Trên thực tế thì Chúa Giêsu Ngài bị bắt và Ngài vào trong đêm tối thứ tư, và Ngài bị tra khảo, Ngài bị đóng đinh và Ngài chết. Xin lỗi, từ tối thứ hai là Chúa Giêsu bị bắt, tức là nguyên cả tuần lễ, rồi Ngài bị mà chịu tra tấn tối thứ hai, tối thứ ba, cho đến ngày thứ tư thì Chúa Giêsu Ngài bị đóng đinh cho thập tự giá. Chiều thứ tư Ngài bị chôn, và Kinh Thánh nói gì? Ngài đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Và Chúa Giêsu cũng đã nói trước về cái sự thương khó của Ngài là như là Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm thì con người cũng ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Như vậy Chúa Giêsu Ngài bị bắt vào thứ hai, tối thứ hai, và Ngài bị chôn vào chiều tối thứ tư. Tối thứ tư đối với lịch của Do Thái, giờ tính giờ Do Thái là từ 6 giờ chiều hôm nay cho đến 6 giờ ngày mai, đó là một ngày. Và như vậy thì tối thứ tư và tối thứ năm là một, tối năm thứ sáu là hai, tối sáu đến tối chiều thứ bảy là ba. Như vậy đầu ngày thứ ba của người Do Thái là vào 6 giờ chiều thứ bảy, chứ không phải là sáng 6 giờ sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ. Cho nên là Chúa Giêsu Ngài đã bị bắt vào tối thứ hai, Ngài bị tra khảo 2 đêm lên cho em, trong vòng 1 đêm. Cho nên cái tuần lễ gọi là tuần lễ thương khó. Chúng ta không có quan trọng về cái ngày, nhưng mà chúng ta quan trọng về cái sự kiện mà Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết, Ngài chịu thương khó vì chúng ta. Và chúng ta hiểu được rằng cái sự chịu khổ và chịu thương khó của Chúa để cho chúng ta được cái gì mới là quan trọng. Không phải chúng ta chỉ cầm cái bánh và cái chén để chúng ta tạ ơn là đó là điều quan trọng, nhưng mà chúng ta hiểu được những điều Chúa Giêsu Ngài làm. Khi Chúa Giêsu Ngài đang còn sống ở trên đất và trong cái đêm chịu thương khó thì Chúa Ngài làm một cái bữa tiệc. Và Ngài trong đó, bữa tiệc đó quan trọng có hai điều, đó là thứ nhất là bánh, thứ hai là chén. Và Ngài tạ ơn xong rồi Ngài bẻ bánh ra, rồi Ngài trao cho các môn đồ để ăn. Và Ngài nói là này là thân thể của ta. Sau đó thì Ngài trao ly nước nho và cho môn đồ uống và nói là này là huyết của ta. Đây là hai điều quan trọng trong thân thể của Chúa. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ để hỏi anh chị em hiểu được cái điều này, và chúng ta thấy được cái giá trị của sự thương khó mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta.
Chúng ta không có quan tâm ngày và giờ. Nó điều đó nó không đem lại sự giá chuộc, nó không đem lại sự giải phóng, nó không đem lại sự tự do chúng ta. Nhưng chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thuộc linh để chính chúng ta sẽ kinh nghiệm được nó. Chúng ta kinh nghiệm được bánh của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được chén của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được thân của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được huyết của Ngài để chúng ta được chữa lành, chúng ta được tự do. Tiệc thánh có quyền năng chứ không phải tiệc thánh chỉ là một cái lễ nghi để rồi chúng ta chỉ trao cho nhau, người thì ăn bánh này, người thì bánh kia, người thì uống nước ngọt, người thì uống nước nho, người thì uống rượu nho. Nó không điều đó không quan trọng bằng cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta thấy ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt để xem được cái ý nghĩa này. Chúng ta trở lại ở trong câu 19, đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong bẻ ra phân phát cho môn đồ. Sự việc mà Chúa Giêsu Ngài thực thi cái lễ vượt qua này, nó là thực tế của cái lễ vượt qua mà dân Israel đã chịu, hay là xin lỗi, họ đã thực hiện ở trong cựu ước. Và ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu số 11 nghe như thế này: những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng của các đời. Một câu nữa ở trong sách Cô-lô-se chương 2 câu 16 và câu 17: vì vậy chắc ai đoán xét anh em về của ăn uống, ngày hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa mát, ấy đều chỉ là bóng của những việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Như vậy, cái việc thực hiện lễ vượt qua của dân Israel ở trong cựu ước, đó chính là hình và bóng của chính Chúa Giêsu Ngài ở trong giao ước mới. Và Ngài đã thiết lập cái giao ước mới này cho chúng ta. Bây giờ để có hiểu thêm điều này, chúng ta cùng mở ra sách xuất Ê Díp Tô Ký chương 12. Đây chính là cái đêm của lễ vượt qua mà Đức Chúa Trời Ngài mạng lệnh cho Môi-se đã thực hiện. Tôi xin đọc, bắt đầu đọc từ câu 1. Tại xứ Ê Díp Tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì nó không phải là tháng giêng, nhưng mà nó là khoảng tháng tư của lịch niên lịch. Nhưng mà lúc bây giờ thì Chúa nói rằng là tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Điều này có nghĩa gì vậy? Dân Israel bị làm nô lệ ở trong Ai Cập 430 năm, và họ ở trong đó họ không có danh phận, họ không có tiếng nói, họ không được tự do, họ bị áp bức, họ bị khống chế, họ bị ở dưới cái quyền của cái dân Ai Cập và Pharaoh, và họ chịu cái sự lãnh đạo của, hay là họ chịu bị phục dưới cái quyền của Pharaoh và Ai Cập. Pharaoh và Ai Cập là hình bóng về thế gian. Dân Israel thuộc linh thì chúng ta đang phục ở dưới quyền của ma quỷ. Ở trong sách Dân Nhất đoạn 5 câu 19 nói rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thì phục dưới quyền của ma quỷ. Cho nên hình ảnh của dân Israel phục dưới Pharaoh, phục dưới lại Ai Cập hay là Ai Cập, thì ngày nay con người phục dưới quyền của ma quỷ. Và dân Israel ra khỏi Ai Cập, hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay tin Chúa Giêsu được dời từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực Satan đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Dân Israel ra khỏi Ai Cập, và trước khi rời khỏi Ai Cập thì Đức Chúa Trời Ngài đã căn dặn Môi-se để thiết lập một cái lễ được gọi là lễ vượt qua để đánh mốc lịch sử cho dân Israel. Cái từ vượt qua đây chính là thiên sứ hủy diệt vượt qua khỏi căn nhà của dân Israel. Trong căn nhà của dân Israel, những con trưởng nam đều được bảo vệ không có chết, trong khi tất cả các con trai đầu lòng từ vua cho đến súc vật đều phải chết, trong khi con của người Israel thì không hề chết. Lễ vượt qua này đánh dấu dân Israel ra khỏi Ai Cập, và họ đã bước vào trong một kỷ nguyên mới,
một cái chương trình mới, một cái kế hoạch mới, một chặng đường mới và một cuộc đời mới. Ra khỏi Ai Cập là một điều đặc biệt. Họ không còn làm nô lệ nữa. Họ được ra khỏi và họ được đi đến một cái nơi mà Chúa Ngài chuẩn bị để cho họ thờ phượng. Mà nơi đó cũng là nơi đầy đượm sữa và mật, là cũng là hình bóng về Chúa Ngài sẽ chuẩn bị cho tôi và bà chị em là những người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và vâng phục Ngài. Khi họ ra khỏi Ai Cập thì chúng ta biết rằng là thay vì họ đi thẳng để vào Canaan thì ngay ở trước biển đỏ thì dân sự đã nổi loạn ở tại đó. Một số người chết ở tại đó. Sau đó Chúa rẽ biển đỏ, dân sự qua. Biển đỏ là hình ảnh về việc mà chúng ta chịu phép báp têm bằng nước và phép báp têm bằng Thánh Linh. Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 1 cho đến câu số 2 ghi như thế này. Vậy vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Như vậy thì chúng ta thấy dân Israel họ không hề biết là họ chịu báp têm. Và khi mà biển đỏ được rẽ ra thì dân Israel đi dưới biển đỏ như trên bắc cô. Và biển lấp, hay là nhìn từ xa thì biển nó che khuất dân Israel. Dân Israel không có chết, nhưng mà thật sự họ đi dưới biển đỏ là hình bóng về báp têm. Mà ngày hôm nay báp têm mà tôi và chị em chịu nhận báp têm mà Chúa Giêsu dạy đó, đó là đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa trở nên con người mới. Và cái sự báp têm này nó có điều đặc biệt, đó là tất cả quân của Pharaoh, xe, ngựa, tất cả vũ khí của Pharaoh rượt đuổi theo muốn tiêu diệt dân Israel thì bị biển lấp lại và chìm dưới biển. Tất cả các quyền lực của ma quỷ nó đã từng gieo rắc, nó từng theo, nó từng quấy rối tôi và chị em thì nó sẽ bị chết ở dưới biển. Nếu chúng ta đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa, hiệp một trong sự chết và sự sống lại của Chúa, thì tất cả quyền lực ma quỷ không còn quyền nào trên bà chị em. Nhưng mà qua khỏi Ai Cập rồi, nó vẫn còn cái xác thịt. Qua khỏi biển đỏ rồi, nó vẫn còn xác thịt, phải không ạ? Họ vẫn còn nổi loạn, họ vẫn còn đòi là ăn dưa hành củ kiệu. Cho nên một người theo Chúa, tin Chúa rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cái xác, bản chất của xác thịt của chúng ta, nó vẫn đeo đuổi theo chúng ta. Và ma quỷ nó không có thể tự có thể đến với chúng ta được, ngoại trừ nó cám dỗ, và nếu chúng ta phạm tội hay là chúng ta mở cửa thì nó có cớ để nó quấy rối đời sống của tôi và chị em. Nhưng mà trên thực tế nó không còn quyền nào trên tôi và chị em cả. Và chúng ta cho phép nó hay là chúng ta không cho phép mà thôi. Tôi sơ lược về cái việc mà dân sinh ra khỏi Ai Cập để liên đới đến tôi và chị em là người theo Chúa. Và như những ngày qua chúng ta học thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta theo Chúa thì những người nào được vào ở trong thành? Những người vâng lời Chúa, những người yêu Chúa, những người vâng lời Chúa. Như Chúa Giêsu Ngài nói rằng đi, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa Đức Chúa Trời ngươi, và làm gì? Yêu người lân cận mình như mình. Thì chúng ta làm theo cái điều răn của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được ở trong thành. Nhưng mà nếu như không thì sao? Chúng ta có dừng ở ngoài thành. Giống như dân Israel ở ngoài đồng vắng vậy đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái lễ vượt qua nó sẽ giúp cho ông bà chị em biết được cái quyền năng của lễ vượt qua. Quyền năng của chiên con, quyền năng của huyết của chiên con để giúp cho tôi và bà chị em có một đời sống đắc thắng. Chúng ta tiếp tục. Như vậy thì tháng này định làm tháng giêng cho các ngươi trong quanh năm. Có nghĩa là đó là một khởi đầu mới. Vậy tháng giêng của ông bà chị em là tháng mấy ạ? Chưa hiểu ý của tôi phải không? Tháng giêng của mỗi một người trong chúng ta là tháng mấy ạ? Anh em còn nhớ cái tháng giêng của mình không ạ? Tháng giêng của anh em là ngày mấy ạ? Không nhớ. Tháng giêng của cô Ngọc là 15 tháng 8 năm 2012. Rồi tháng giêng của anh em là ngày mấy? Tức là ngày anh em tin Chúa đó. Cô Trang Cao đã cho một chính xác cái ngày của cô. 30 tháng 4 1975 hả?
Như vậy thì mỗi người chúng ta có một cái tháng giêng. Đôi khi chúng ta không có, khi tin Chúa rồi chúng ta cũng không có nhớ là cái tháng giêng của mình là tháng nào nữa. Nhưng bây giờ chúng ta có thể không nhớ, nhưng mà cái sự kiện tháng giêng đó là có trong chúng ta, phải không ạ? Đó là ngày mà tôi và chị em được tự do. Đó là ngày mà chị em chúng ta không còn ở dưới quyền nô lệ của tội lỗi và sự chết nữa, mà chúng ta bước vào trong sự vinh hiển của Chúa, mà sự ban phước, sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúc mừng cho ông bà chị em. Ông bà chị em mỗi một người đều có cái tháng giêng cho mình. Đó là cái sự khởi đầu của chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Amen. Nhưng cái tháng giêng cũng là tháng mà chiên con đã chịu giết. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu ngày chịu chết. Cho nên tháng giêng của tôi và chị em lệ thuộc hoàn toàn vào chiên con của lễ vượt qua. Tháng giêng của tôi và chị em là được gắn liền với Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là cuộc đời mới, một giai đoạn mới, một khởi đầu mới, một hành trình mới cho những người theo Chúa. Chúng ta cần biết rằng chúng ta không thuộc về thế gian này, mặc dù chúng ta ở trong thế gian này. Chúng ta cần biết rằng chúng ta là người có quý quyền, có thẩm quyền, và chúng ta giày đạp rắn và bò cạp, dẫu cho chúng ta vẫn đang đi ở giữa nó, và không điều gì có thể làm hại chúng ta được. Bởi vì Satan nó đã cắn gót Chúa Giêsu rồi, và nó không được quyền cắn gót tôi và mình bà chị em. Tôi và chị em là người bước đi trong quý quyền của Chúa. Chúng ta bước đi trong sự đắc thắng mà Chúa Giêsu đã dành cho tôi và chị em. Cho nên mỗi người trong chúng ta đều được gắn liền với sự kiện mà Chúa Giêsu ngày chịu chết và ngày sống lại. Có thể chúng ta khác nhau về tuổi tác, khác nhau về vùng miền, khác nhau về tiếng nói, nhưng mà thương bà chị em, tôi bà chị em giống nhau hoàn toàn, đó là chúng ta có một Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Ngợi khen Chúa vì chúng ta có một Chúa cứu thế Giêsu. Hallelujah. Ngài là Chúa, Ngài là Chủ, Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Ngài là đấng đắc thắng cho tôi và quý bà chị em. Ngoại trừ Chúa Giêsu chúng ta không có phước gì khác đâu. Ngoại trừ Chúa Giêsu không có một sự cứu rỗi nào khác đâu. Ngoại trừ Chúa Giêsu không có sự đắc thắng nào khác đâu. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta có thể khác màu da, người cười một cái chỉ thấy hàm răng thôi, nhưng mà một người thì cũng trắng trẻo, trắng hay là đen không quan trọng, nhưng mà tâm hồn, linh hồn của tôi và chị em được phiếu trắng bởi huyết chiên con mới là quan trọng. Amen. Ngợi khen Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa, để chúng ta không còn mặc cảm, chúng ta không còn tự ti, chúng ta không còn sợ hãi, bởi vì Chúa Giêsu chính là sức mạnh của chúng ta, Chúa Giêsu chính là cái sự đảm bảo cho chúng ta, và Ngài cũng là cơ nghiệp cho tôi và chị em ở trong Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cho nên tháng giêng là tháng mà tôi và chị em được tự do. Chúng ta còn có thể gặp nan đề này, gặp nan đề kia, nhưng về phương diện về tội lỗi và quyền lực của ma quỷ thì tôi và chị em đã được tự do khỏi tất cả nhiều đó thông qua huyết của chiên con. Và chúng ta tiếp ở trong câu số 3 trở đi. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá, ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Chiên con cho mỗi nhà. Chúng ta lắng nghe chỗ này. Chiên con đủ cho mỗi nhà. Kinh Thánh nói gì về ý nghĩa này? Một người tin thì cả nhà được cứu. Chiên con của Chúa không dành cho một cá nhân mà thôi, nhưng chiên con của Chúa dành cho cả nhà. Vậy thì trong nhà của ông bà chị em, ai là người tin Chúa đầu tiên ạ? Có nhớ không? Dạ, chị Hằng tin Chúa đầu tiên, chị Minh tin Chúa đầu tiên, cô Ngọc tin Chúa đầu tiên, chị Cam tin Chúa đầu tiên. Bây giờ chị Cam thì cả nhà tin Chúa chưa ạ? Ngợi khen Chúa. Cô Ngọc cả nhà tin Chúa hết chưa? Hallelujah. Chế Tiên cả nhà tin Chúa hết chưa? Có tin nhưng mà chưa hết cả nhà. Còn ai nữa mà cả nhà nào tin nữa nè? Dạ, ngợi khen Chúa Giêsu. Hallelujah. Đây là lời hứa của Chúa. Và tôi muốn cho bà chị em hiểu cái từ cả nhà này nó rộng hơn một chút nữa. Cái từ cả nhà này trong tiếng Hy Lạp là từ oikos. Cái từ oikos nó là cái mối liên hệ gần gũi. Cái mối liên hệ gần gũi. Cả nhà của tôi, đó là cha mẹ tôi, Rồi vợ tôi, rồi các con của tôi, rồi bên vợ tôi, nó là cái người gần với nhau, gọi là bà con huyết thống. Và cái từ oikos này còn mở rộng thêm nữa,
đó là những cái mối liên hệ gần. Khi anh chị em ở gần nhà nào thì cái nhà kế bên của mình cũng là cái oikos, tức là mối liên hệ gần gũi. Nếu chúng ta làm ở trong công ty thì những người bạn ở trong công ty được gọi là cái oikos. Nếu chúng ta buôn bán mỹ phẩm thì những người mà khách hàng mà chúng ta thường gọi là mua một lần rồi mua lần thứ hai, mua lần thứ ba giống như tôi á, gọi là cái oikos của cô Ngọc. Anh chị em hiểu không ạ? Như vậy thì chiên con cho cả nhà có nghĩa là chúng ta làm, nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta trở thành một cái cánh cửa mở ra cho Chúa bước vào trong gia đình và gia tộc của chúng ta. Amen. Yeah. Nếu như trong nhà của ông bà chị em chưa tin Chúa hết thì chúng ta có thể cầu nguyện cho gia đình của mình. Chúng ta căn cứ lời hứa của Chúa, một người tin thì cả nhà được cứu. Sứ đồ Phaolô đã trả lời điều này cho cái quan cai ngục. Và ông trong cái đêm đó thì Phaolô và Sila đã làm chứng cho ông và ông tin Chúa. Sau đó thì ông đem Phaolô và Sila về nhà mình. Và ở trong sách Công vụ đoạn 16 câu 31 thì ông hỏi cái câu đó. Thì chúng tôi làm sao được cứu? Ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu. Trong câu 32 nói gì anh chị em? Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở trong nhà người, cái là cái oikos của người. Và trong đêm đó thì ai tin Chúa? Người đại lao này và tất cả những người nhà của ông đều tin Chúa. Không phải chúng ta tin Chúa thì tự nhiên nhà mình tin Chúa đâu. Không có. Nhưng mà ở đây thì hai người đã truyền đạo cho người nhà của người đại lao. Như vậy khi anh chị em tin Chúa thì chúng ta đang mở ra một cái cánh cửa để Chúa bước vào gia đình của mình. Và từ cái mối liên hệ này chúng ta thấy cả nhà chúng ta, những người thân chúng ta nghe và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Amen. Dạ, cho nên đây là ý nghĩa từ cả nhà. Rồi nếu mà chiên con ăn không hết cả nhà thì sao ạ? Chia cho ai ạ? Cho người xóm giềng, cho người lân cận. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm chứng, Chúa Giêsu đã nói một cái câu chuyện về cái người lân cận. Đó là một người Israel bị đánh và bị cướp, nửa sống nửa chết. Thì thầy tế lễ đi qua, người Lê-vi đi qua thấy nhưng mà bỏ đi. Còn người Samari thì thấy và đến gần sức dầu cho cái người bị thương tích đó, đưa lên trên lưng lừa và đưa đến nhà quán điều trị. Để chú hỏi ai là người lân cận? Ai là người lân cận của người bị cướp? Đó chính là người Samari, là người lân cận. Như vậy lân cận ở đây có nghĩa là gì? Tình cờ gặp gỡ, đúng không ạ? Tình cờ gặp gỡ cũng là lân cận. Tại vì cái người Samari với người Israel này có mối liên hệ gì không? Không. Nhưng mà vì thấy người Israel này gặp nạn và người Samari này đến gần và chăm sóc, yêu thương cái người này, chăm sóc và quan tâm người này, đưa người này đến cái nơi điều trị. Đây cái là người lân cận. Có bao giờ tình cờ gặp gỡ anh chị em làm chứng cho người ta không? Dạ. Thì đó cũng là cái người xóm giềng hay là cái oikos của anh chị em. Cho nên ở đây nói là gì? Chiên con nếu nhà nào ăn không hết thì chia cho cái người rất lân cận mình. Cái từ rất lân cận đây cũng còn có nghĩa là nói về cái sự gần gũi, nói về cái huyết thống hay là cái sự gần gũi. Có thể là bàn con dòng họ của chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ phúc âm cho những người đó. Chúng ta đừng bao giờ ăn chiên con xong mà nếu còn dư thì chúng ta đem giấu đi. Có những người tin Chúa cả đời không hề làm chứng cho ai tin Chúa hết. Họ giữ rất là kín. Họ nói như thế này: cảm ơn Chúa, từ ngày tôi tin Chúa giờ tôi giữ Chúa thật là kỹ. Tôi giữ Chúa đến mức độ là gì? Không có nói về Chúa cho bất cứ một ai hết. Giống như giờ Chúa cho kinh nguyện kinh thánh mà về giấu cất giữ ở một cái nơi thật là kín. Thì cái điều đó nó không có ích lợi gì cho chúng ta đâu, và cũng như cho người khác. Cho nên nếu chiên con mà trong nhà mình ăn hết rồi thì sao? Chia cho người. Bây giờ xin hỏi ai trong nhà của mình đã tin Chúa hết rồi ạ? Cảm ơn Chúa. Rồi anh chị em có chia cho người lân cận chưa?
Có chưa? Dạ, nếu chưa chia là chúng ta ích kỷ lắm ạ. Dạ, chúng ta hãy chia cho người lân cận của mình. Amen. Bắt đầu chúng ta làm chứng cho người lân cận của mình để người lân cận mình biết Chúa. Chúng ta tiếp theo. Ở trong câu 5, các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, bầy chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tỳ vết chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ lấy huyết đem môi trên hai cột cửa và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Và chúng ta thấy rõ ở đây đó là gì? Chúa kêu chờ đợi đến ngày 14 tháng này rồi cả nhân sinh giết nó vào lối chiều tối. Chúa Giêsu đã chết vào lối chiều tối. Chúng ta còn biết cái sự kiện Chúa Giêsu chịu chết không? Chúa Giêsu bị đóng đinh vào lúc mấy giờ? Mấy giờ Chúa bị đóng đinh ạ? 9 giờ sáng. Và mấy giờ thì bầu trời tối tăm? Giữa trưa. Dạ, chúng ta xem ở trong Matthew 27. Matthew 27. Chúng ta xem từ câu 45. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9. Từ giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa. Giờ thứ nhất đó là 6 giờ sáng. Giờ thứ 3 là 9 giờ. Giờ thứ 6 là 12 giờ trưa. Như vậy từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 khắp xứ đều tối tăm mù mịt. Như vậy thì Chúa Giêsu đã bị bắt trước đó, nhưng mà Ngài chịu đóng đinh. Và từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 thì ước chừng giờ thứ 9 tức là mấy giờ chiều? Đó là khoảng 3 giờ chiều. Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Câu 50. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Vậy là Chúa Giêsu trút linh hồn vào 3 giờ chiều. Tức là lối chiều ngày đó dân Israel giết chiên con. Chúng ta thấy hình ảnh của dân Israel trong cựu ước, trong lễ vượt qua là hình ảnh Chúa Giêsu ở trong tân ước, Ngài chịu chết. Và chiên con sau chịu giết thì làm gì? Họ lấy huyết bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con. Như vậy chúng ta bao gồm có gì? Có thịt của chiên con và có huyết của chiên con. Cần ăn thịt của chiên con và nhận lấy huyết là dấu hiệu của chiên con. Dấu hiệu của huyết chiên con bôi trên mài cửa và hai cột cửa bao nhiêu lần anh chị em? Bao nhiêu lần ạ? Mấy lần? Nó lớn lên. Một lần. Có phải ngày nào cũng bôi không? Có phải mỗi năm đều bôi không? Thật ra trong Ai Cập này họ bôi một lần. Nhưng mỗi năm họ dự lễ việc qua họ đều phải bôi một lần nữa. Họ phải giết chiên con, họ phải làm thịt của bò con hay là dê con, rồi họ để trên cái bàn của thờ của lễ thiêu để thiêu cái đồ đó lên để dâng lên cho Đức Chúa Trời để chuộc tội chính mình. Nhưng Israel mỗi năm họ phải giết một chiên con để họ làm cái lễ vượt qua này. Nhưng ngày nay tôi bà chị em không cần phải giết thêm một chiên con một lần nào nữa hết. Một lần đủ cả, huyết của Chúa Giêsu có đủ thẩm quyền cho chúng ta khi tin nhận Chúa đời đời. Không phải lần nào anh chị em cũng môi huyết của Chúa, lấy huyết một chút rồi chúng ta xin Chúa bôi trên mình hay là bao phủ mình đâu. Tôi nói chị em ngưng ngay cái việc cầu nguyện xin huyết Chúa bao phủ đi. Chúa chết mấy lần ạ? Mấy lần anh chị em? Vậy mà các mục sư của mình cứ dạy cho dân sự Chúa xin huyết Chúa bao phủ, xin huyết Chúa bao phủ. Chúng ta lấy huyết của Chúa hoài sao? Một lần đủ cả rồi, chiếc áo công bình mà cho em mặc, có phần phải cởi chiếc áo công bình đó ra không ạ? Một lần đủ cả, mặc đủ cả. Giá trị của huyết là đời đời. Tôi nhận lấy huyết của Chúa một lần đủ cả.
Tôi không nhận thêm lần thứ hai. Vì đó là giá chuộc đời đời. Huyết của Chúa là dấu hiệu để thiên sứ vượt qua, không có hủy diệt con trai đầu lòng. Đó là dấu hiệu. Tôi và bà chị em có dấu hiệu của huyết thì con trai đầu lòng không phải chịu giết. Và tất cả con trai đầu lòng đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vậy thì có phải tôi và chị em tin Chúa rồi, chúng ta trở thành con trưởng và thuộc về Chúa không? Một người nào tin Chúa thì người đó là con trưởng, trở thành con trưởng. Chúng ta được gọi là hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Chúa Giê-xu là con cả, Ngài được sống lại trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Tôi những cái điều này tôi dạy trong trường Kinh Thánh, tôi giảng rất nhiều lần cho hội thánh. Nhưng mà các mục sư của mình thì cứ cầu nguyện, dạy dân sự cầu nguyện xin Chúa huyết Chúa bao phủ. Tôi nói dạy như vậy là dạy cho anh em sợ hãi. Mỗi đường đi ra cầu nguyện, xin Chúa huyết Chúa bao phủ em nha, để anh em được bảo vệ. Ủa, đợi cầu nguyện này thì anh em được bảo vệ phải không? Không. Không phải đợi cầu nguyện như vậy anh em mới được bảo vệ, bởi vì anh em được bảo vệ bởi huyết rồi mà. Anh em được chuộc bởi huyết rồi mà. Amen. Một lần đủ cả. Tuyên xưng Chúa Jesus là cứu Chúa đời sống mình. Con cảm ơn Ngài, con nhận lấy huyết của Ngài. Đó là dấu ứng để chuộc con ra khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu sống lại chưa hay là Chúa Giêsu còn nằm trên thập tự giá? Chừng nào Chúa Giêsu còn nằm thập tự giá, anh chị em xin Chúa mỗi ngày xin Chúa tí huyết, xin Chúa tí huyết. Lấy dao chọt một cái, lấy dao chọt một cái, lấy huyết của Chúa để đổ ra cho mình. Không. Một lần đủ cả. Chúng ta dạy cho dân sự mọi người nhớ cầu nguyện nha, huyết Chúa bao phủ nha, nếu không ma quỷ tấn công mà. Chúng ta đang dạy cái gì vậy? Chúng ta giảng như vậy là chúng ta dạy cái gì cho dân sự vậy? Sợ hãi. Không hiểu, dân sự sẽ không biết được rằng cái giá trị của huyết là giá trị đời đời. Không hiểu được là mình có thẩm quyền. Kinh Thánh nói gì? Ma quỷ chúng ta dày đạp dưới chân và nó không làm gì hại chúng ta được mà. Vừa rồi tôi dạy trong trường Kinh Thánh và cái môn giải cứu, trong đó tôi kêu anh em đọc ở trong Luca đoạn 10 câu 19. Không gì làm hại chúng ta được, không gì làm hại chúng ta được. Ta ban cho ngươi quyền dày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại, không gì làm hại, không gì làm hại. Tôi nói anh em đọc Kinh Thánh sai hết trơn rồi. Kinh Thánh của anh em sai hết trơn rồi. Họ nói không không không, Kinh Thánh tôi rồi, đọc bản này, đọc bản kia, đọc bản nọ, tôi nói sai hết trơn rồi. Họ nói đâu có sai. Là tôi đọc bản Kinh Thánh của tôi cũng y chang như vậy. Kinh Thánh không sai, nhưng mà chúng ta tin sai. Chúng ta tin rằng chúng ta được cái giá chuộc của huyết, chúng ta có uy quyền trên ma quỷ, nhưng ma quỷ cũng có uy quyền trên chúng ta. Đó là cách mà người ta dạy và tin. Tôi thách thức ông bà chị em tìm chỗ nào mà Kinh Thánh nói rằng xin huyết Chúa bao phủ, nói cho tôi. Chỗ nào nói rằng Kinh Thánh huyết, nó là huyết Chúa bao phủ thì chúng ta được sự an toàn, sự bảo vệ, nói cho tôi. Không. Huyết Chúa có giá trị chuộc và bảo vệ chúng ta đời đời. Nếu anh chị em đã tin Chúa một cách xác quyết rồi, có nghĩa là tôi biết chắc chắn rằng huyết của Chúa Giê-xu là giá chuộc cho tôi. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Chúng ta được chuộc bởi huyết. Giăng đoạn 5 câu 9 nói rằng huyết của Chúa Giê-xu, Ngài xưng chúng ta là công chính bởi huyết của Ngài. Cho nên huyết là giá chuộc, huyết là yếu tố để xưng chúng ta là công chính. Mà thông qua huyết Thánh Linh, Ngài nhìn thấy dấu hiệu của huyết. Khi một người xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của con, tin rằng Ngài chết và Ngài sống lại, có nghĩa là huyết của Ngài đổ ra, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấn chứng trong lòng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Như vậy dấu hiệu của huyết, giá trị của huyết cùng với sự ấn chứng của Thánh Linh có giá trị đời đời như nhau. Bởi vì Thánh Linh chỉ ấn chứng khi có dấu hiệu của huyết. Đừng dạy cho dân sự của Chúa những cái tính lý sai trật nữa. Tính lý nào gọi là sai trật?
Đó là tín lý không có nền tảng của Kinh Thánh. Nó giống như người ta ngày hôm nay người ta không tin rằng lấy danh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Có những nơi dạy lấy Kinh Thánh đập lên đầu từ trên xuống dưới, quốc một cái là ma quỷ nó lộ diện nó ra khỏi. Kinh Thánh không dạy chúng ta là lấy Kinh Thánh đập lên đầu người ta để quỷ nó ra, mà Kinh Thánh dạy chúng ta đuổi quỷ bằng từ miệng chúng ta tuyên bố gì ạ? Danh của Chúa Giêsu. Có ba điều mà ma quỷ nó rất sợ: danh Chúa, lời Chúa và huyết của Chúa. Khi chúng ta nghe nói huyết của Chúa, ma quỷ sợ, cho nên chúng ta xin huyết Chúa bao phủ để cho ma quỷ sợ. Sai. Danh của Chúa nó sợ, lời của Chúa nó sợ, nhưng mà quyển Kinh Thánh nó không sợ. Tại sao ạ? Nếu anh em quyển Kinh Thánh này anh em bỏ trong nhà, anh em không đọc nó, không có đem lời Chúa cho đời sống mình, thì không có quỷ nó sợ đâu. Danh Chúa là quy quyền, mà nếu chúng ta không nói danh Chúa ra, không có một quyền năng nào cả. Cho nên danh của Chúa là đủ uy quyền, cao hơn hết mọi gì, mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực. Danh của Chúa cao hết. Khi xưng danh Chúa Giêsu ra thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải được quỳ xuống. Cho nên danh của Giêsu là khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, đối diện với quyền lực của Satan, chúng ta nhân danh Chúa Giêsu là nó sợ danh Chúa. Lời Chúa là lẽ thật, lời Chúa là sự sống, lời Chúa là gươm hai lưỡi. Khi chúng ta công bố lời Chúa ra, Satan nó sợ và nó cũng biết rất rõ lời Chúa. Còn huyết Chúa là giá chuộc. Nếu nó kiện cáo anh chị em về tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai, thì anh chị em xưng cái tội đó ra, huyết Chúa thanh tẩy. Hoặc là gì? Nếu nó kiện cáo anh chị em nói gì? Đúng, mày kiện cáo đúng. Nhưng mà huyết của Chúa Giêsu đã chuộc ta, đã thanh tẩy, đã làm cho ta sạch rồi, thì nó không còn kiện anh chị em được nữa. Anh chị em hiểu được cái cách để chúng ta sử dụng như vậy. Tôi xin nhắc lại lần nữa, hiểu về huyết một cách đúng đắn, chúng ta sẽ thấy quyền năng ở trong huyết của Chiên Con. Nghe vậy đó, tới chừng mà về tới đụng chuyện cái cũng huyết Chúa bao phủ, huyết Chúa bao phủ, huyết Chúa bao phủ. Nó ngồi mà nó cười, người thầy chả hiểu cái gì cả. Huyết là dấu hiệu. Trong Sức Đoạn 12 câu 13, huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại sứ Ê-tô, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt cho các ngươi. Ta thấy cái dấu hiệu của huyết thì tất cả những cái điều mà hành hại cho Ê-tô không có xảy ra trên các ngươi. Nên đây là cái dấu hiệu của huyết, tôi và anh em đã có rồi. Lâu lâu chúng ta nghe những người nổi tiếng, những người đuổi được con quỷ, bắt đầu người ta kêu huyết Chúa bao phủ, cái chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng cầu nguyện theo. Nhưng tôi xin khẳng định lên cho em rằng đó là một tín lý sai. Nếu anh chị em có chứng minh được tín lý nào đó đúng về vấn đề huyết Chúa bao phủ, tôi sẽ nghe theo. Tôi sẽ không cố chấp, tôi sẽ nghe theo. Nhưng nếu không chứng minh được thì anh chị em đừng lấy cái kinh nghiệm để thành một tín lý. Được không? Hồi đó chúng tôi đi ra hầu việc Chúa. Trước khi đi thì cái anh đi hầu việc Chúa cùng tôi. Khoan, chờ đã, cầu nguyện. Chúa sẽ huyết Chúa bảo phủ chúng con, huyết Chúa bảo phủ cái nhà chúng con, huyết Chúa bảo phủ chiếc xe của chúng con, huyết Chúa bảo phủ chúng con, huyết Chúa bảo phủ chiếc xe chúng con, đặt tại chiếc xe, huyết Chúa bảo phủ. Không đúng. Nhà chúng ta thuộc về sở hữu của chúng ta. Nó được tự do khi con người này được chuộc. Vậy thì anh em được chuộc chưa? Được chuộc bằng cái gì? Vậy thì tất cả những sản vật chúng ta có được tự do không? Chúng ta phải tuyên bố nó được tự do. Ví dụ tôi mua một chiếc xe mới hoàn toàn, tôi chúc phước cho xe này. Chiếc xe này sẽ sử dụng cho công việc của Đức Chúa Trời. Còn nếu tôi mua xe cũ, người ta đi lại, tôi không biết là người ta đã từng có những cái gì trên xe đó, cúng hay gì trên xe đó tôi không biết. Thì bây giờ tôi tuyên bố rằng tôi được tự do, bây giờ chiếc xe này tôi mua
Và là kể cả tôi người khác cho tôi nhận, thì tôi tuyên bố chiếc xe này được tự do, không còn nằm nô lệ tội lỗi, nô lệ sự gian ác. Trước đây thí dụ họ đi lấy xe đó, họ chở những người đi bậy bạ, đi chùa chiền, đi vô động vô này kia, thì bây giờ tôi tuyên bố chiếc xe này tự do, nó không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, mà nó làm nô lệ cho người công bình. Đó là cách mà chúng ta cầu nguyện để cho nhà của mình được tự do, đất của mình được tự do, xe của mình được tự do, để nó không còn bị ở dưới quyền của ma quỷ nữa. Đây là cái lời cầu nguyện khôn ngoan và đúng đắn. Và điều này đã được ghi lại trong Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8, câu 19 đến câu 22. Anh chị em có thể ghi nhận và về đọc. Chúng ta thêm tiếp ở đây. Như vậy chúng ta cần sửa lại cái điều sai và đừng dạy người ta nữa. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Câu số 19, vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì được xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vậy anh chị em muốn được xưng là nhỏ trong nước thiên đàng hay là xưng là lớn trong nước thiên đàng? Nếu muốn được xưng là lớn trong nước thiên đàng thì chúng ta dạy người ta những cái điều mà Kinh Thánh có nói. Còn lời truyền khẩu thì sao? Lời truyền khẩu thì sao ạ? Lời truyền khẩu không có giá trị gì đâu. Và đôi khi lời truyền khẩu nó trở thành một cái tính lý rất là nguy hiểm. Ngày hôm qua chúng ta học về sách Khải Huyền, anh chị em còn nhớ cái đảng Nicola không? Nicola là ở đâu vậy? Nicola ở đâu, có xuất hiện từ khi nào ạ? Hả? Trong Cựu Ước cũng có, và trong Tân Ước nữa. Nicola là một người theo đạo Giuđa, và ông được trở thành làm chấp sự, đúng chưa nào? Nhưng mà Nicola có liên quan với Balaam. Lúc đầu chỉ là đảng Nicola, nhưng mà sau đó là đảng Nicola này nó trở thành một cái đạo Nicola. Ngày hôm qua chúng ta học, chúng ta có để ý câu Kinh Thánh đó không? Có đọc lên đó. Ở trong Sáng Ký chương 2, xin lỗi, trong Khải Huyền chương 2 thì nó là cái đảng Nicola. Ta ghét cái đảng Nicola mà cứ cũng ghét nữa. Nhưng qua đoạn 3 thì nó không còn là đảng Nicola nữa, mà nó trở thành gì? Đạo. Nó không còn là đảng, là một đảng phái, nhưng nó trở thành đạo. Nó trở thành một cái tính lý. Một khi chúng ta được, chúng ta nghe và chúng ta không có kiểm chứng như là người Bere, và chúng ta bắt đầu dạy lại cái điều chúng ta không kiểm chứng, dần dần nó trở thành một cái tính lý hay là đạo. Điều đó là cực kỳ là nguy hiểm. Tam sao thất bổn. Chúng ta học biết về cái người cải chánh giáo hội là Martin Luther. Nhưng mà đó không phải là tất cả những điều đúng nhất. Ông cải chánh về đức tin, nhưng còn nhiều điều khác chưa được cải chánh. Thì chúng ta cần trở lại với Kinh Thánh. Chính Kinh Thánh mới là sự cải chánh đúng đắn cho chúng ta. Tôi thường hướng dẫn người khác cầu nguyện để được giải cứu hoặc là tự giải cứu. Tôi chỉ cho họ cái cách để họ đứng trên quý quyền của danh Chúa, quý quyền của lời Chúa, quý quyền của huyết Chúa, để họ được tự do, họ không còn ở dưới cái sự nô lệ của ma quỷ. Và họ, tôi dạy cho họ để cho họ biết rằng là họ có quý quyền, chứ không phải họ lệ thuộc vào chính tôi để mới có quý quyền. Không, họ phải lệ thuộc vào Chúa để họ có quý quyền. Chúng ta trở lại ở trong sách Xuất Ký Tư Ký. Thật ra bài này tôi đã giảng cách nay cũng khá lâu về dấu hiệu của huyết, nhưng mà tôi không biết là ông bà chị em có nghe hay không. Chúng ta tiếp tục ở đây. Như vậy họ lấy huyết đem bôi trên hai cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên đó, chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và đau đắng. Chúng ta biết chiên con, thịt chiên con phải được quay. Quay như thế nào? Câu số 9 nó rằng chớ ăn nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bộ lòng. Cái lửa cả tức là lửa lớn hả?
quay và luôn cả gì đầu dò với bộ lòng. Nào bây giờ chúng ta thấy chiên con là hình ảnh về ai? Về Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu cũng là gì của Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Ngày xưa quay chiên con thì người ta quay trên lửa. Vậy ngày hôm nay quay lời của Đức Chúa Trời chúng ta quay ở đâu? Trên miệng. Lưỡi các ngươi như là gì? Lửa. Nói ra, công bố lời Chúa ra. Khi chúng ta công bố lời Chúa ra thì giống như chúng ta quay chiên con vậy, trên lửa cả. Khi chúng ta hát lời Chúa là hồn người khen Chúa, là chúng ta đang làm gì? Chúng ta xưng danh của Chúa ra, xưng lời của Chúa ra trên môi miệng của mình bằng lời ngợi khen, như ở trong Hebrew đoạn 13 câu 15. Khi chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta công bố lời Chúa. Tôi đang công bố lời Chúa ra đây, đó là tôi đang quay chiên con cho anh chị em. Và chiên con phải như thế nào anh chị em? Nửa sống nửa chín, hay là quay chín hết à? Nó phải chín lũ. Có nghĩa là chính tôi mà chị em phải là người nghe, hiểu, chúng ta lãnh hội được cái lời đó. Như Phaolô nói rằng tôi tin ở bên trong lòng, tôi đồng một lòng tin cho nên tôi nói ra. Cái từ nói này không phải là nói là kể chuyện, như nói là công bố, như là một cái người công bố uy quyền hay là rao lời sấm truyền. Chúng ta công bố lời cho cái điều mà chúng ta tin, chúng ta công bố. Chúng ta đều tin, nó nằm, nó có nền tảng. Nó phải có ít nhất 2 hay là 3 câu kinh thánh trở lên để làm cái nền tảng. Và nền tảng nó phải được xuyên suốt cả Cựu Ước và Tân Ước, chứ nó không có nghịch lại. Không phải lời này nghịch lại lời kia, không có. Mà nó là phải xuyên suốt kinh thánh. Cho nên chúng ta cần phải quay chiên con mà chúng ta ăn chiên con. Ăn với cái gì? Rau đắng và bánh không men. Anh em còn nhớ tôi đã chia sẻ về bánh không men là gì và rau đắng là gì cơ chưa? Ai còn nhớ ạ? Men có nghĩa là làm cho cái bóng bột nó dậy lên. Bánh không men, thật ra kinh trong Ánh Sáng của Tân Ước thì bánh không men là gì? Chúng ta cùng xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5. Câu số 7 và câu 8. Hãy làm cho mình sạch men cũ, hầu cho anh em trở nên nhồi bột nhồi mới không men. Vì Đấng Christ là con sinh của lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Phaolô nói rằng bánh không men đó chính là anh chị em. Hãy làm sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men. Một chút men làm cho dậy cả đống bột. Có hai loại men: men gian ác độc dữ và men của nước thiên đàng. Bản chất của men là khi nó quăng vào trong đống bột nó hấp thụ men thì bóng bột đó được dậy lên. Giả sử một đống bột nó chỉ là một nắm tay, nhưng bây giờ tôi bỏ một chút men vô, mà men này, cái bột này nó hấp thu men này, thì cái men này nó dậy lên và có thể trở thành một đống bột như thế. Nếu chúng ta để men cũ là men gian ác độc dữ đi vào trong chúng ta thì sao? Cái đống bột của mình nó dậy lên. Đôi khi chúng ta để cho men gian ác độc dữ nó đi vào trong chúng ta mà chúng ta không biết. Làm sao tôi biết được cái đống bột đó có men? Làm sao tôi biết được ạ? Khi tôi nhìn thấy cái đống bột nó dậy lên thì chúng ta đùng đùng nổi giận, khi chúng ta bực bội, khi chúng ta khó chịu, khi chúng ta bắt đầu rủa xả, khi chúng ta bắt đầu nói xấu người này, nói xấu người kia, khi chúng ta chỉ trích, khi chúng ta lên án, khi chúng ta định tội. Thật ra đó là gì? Men, men gì nó vô rồi? Men gian ác độc dữ, men cũ nó vô rồi. Chúa cảnh báo các môn đồ hãy cẩn thận về men của người Pharisee, có nghĩa là những gì dạy dỗ của người Pharisee. Nó chính là những lời nói. Lời nói. Khi chúng ta nghe một lời nói nào mà lòng chúng ta bắt đầu dậy lên, chúng ta đã chấp nhận men rồi.
Khi chúng ta nghe lời Chúa, nghe nó thật, và lòng chúng ta cũng dậy lên, dậy lên cho sự thánh khiết, dậy lên cho sự công chính, dậy lên cho lời sống nhiệt huyết, dậy lên cho yêu Chúa, dậy lên cho sự vâng lời, thì đó chính là men của nước thiên đàng. Ai đó nói một cái lời gì đó, nghe người kia nói, và chúng ta nghe, bắt đầu chúng ta dậy lên, chúng ta tức lên. Tức có nghĩa là gì? Chúng ta đã chấp nhận men, chúng ta đã hấp thụ men đó ngay. Xu hướng của chúng ta là dễ hấp thụ men gian ác độc dữ hay là hấp thụ men của nước thiên đàng? Chúng ta rất dễ hấp thụ men gian ác độc dữ. Bằng chứng là chúng ta giận nhau, chúng ta ghét nhau, chúng ta không thích nhau. Người này nói xấu người kia nói xấu người nọ. Khi chúng ta quyết định không cho phép men đó đi vào, nó không thể ảnh hưởng chúng ta được. Giả sử ai đó nói gì đó, à, mục sư, cái người kia nói xấu mục sư, tao nói xấu thì sao? Người đó nói một lèo tao nói, cái đó người đó nói là ít đó, tôi còn xấu hơn đó nữa. Khỏi nói. Quá là gì? Tôi phải khước từ nó. Nhân danh Chúa Jesus tôi khước từ nó. Giả sử cái điều đó nói vu, tôi cảm ơn Chúa người đó nói vu, nhưng tôi tuyên bố rằng tôi không có như vậy. Đó là cái điều nói vu. Cho nên khi chúng ta để cho men nó vào, tức là chúng ta chấp nhận nó, chúng ta tin cái lời đó, chúng ta hấp thụ nó, thì lập tức men đó, cái xin lỗi cái đống bột đó, nó làm gì? Nó dậy lên. Nhất là rỉ rỉ lỗ tai, tôi nói này nghe nha. Cái người kia nói, người kia không có nói tốt gì về anh đâu đó. Thế gì? Tôi không tốt cái gì? Bắt đầu làm gì? Nó dậy lên. Bao nhiêu người đã bị men gian ác độc dữ làm cho dậy lên rồi? Có không? Đang còn không? Anh chị em có quyền khước từ không ạ? Khước từ ngay. Nó nguy hiểm ở chỗ là khi anh em chấp nhận là cái bột nó dậy lên rồi, và chỉ có nó vứt cái bột nó đi thôi. Nếu chúng ta cứ để cho men gian ác độc dữ nó đi vào trong chúng ta, và nó cứ dậy lên liên tục, và tôi nói anh chị em, Chúa không sử dụng cái bình anh em được. Làm sao anh em có thể Chúa sử dụng một cái bình, mà cái bình đi ra thì nói xấu người này, nói xấu người kia, vừa giảng nước thiên đàng, vừa giảng tình yêu, mà lại nói xấu người khác được? Đúng không ạ? Tôi đã đóng cửa hoàn toàn với men gian ác độc dữ, vì tôi muốn chết với Chúa Giêsu và tôi cũng muốn sống lại với Chúa Giêsu. Ai nói xấu tôi cứ nói, cái việc đó người đó nói xấu là việc của người đó. Người ta tin cái lời nói xấu đó là việc của người ta. Còn vấn đề giữa tôi với Chúa, tôi luôn luôn xét mình với Chúa, với lời Chúa. Chứ tôi không xét mình với cái điều người ta nói gì về tôi. Một khi anh chị em vẫn để cái dư luận chi phối hành động hầu việc Chúa của anh em, lòng nhiệt huyết hầu Chúa của anh em, là anh em vẫn còn chấp nhận men gian ác độc dữ. Giả sử người ta quăng, ma quỷ nó quăng cái men gian ác độc dữ tới gần anh chị em, anh chị em làm gì đấy? Phải có ranh giới. Huyết của Chúa Giêsu cũng là một ranh giới, một ranh giới bảo vệ chúng ta. Hoặc là gì? Joseph phải bỏ chiếc áo để chạy thì men gian ác độc dữ không đi vào Joseph. Chúng ta cần dời nó đi và tuyên bố cái ranh giới này: ta được dời qua nước sáng láng, ta thuộc về Đức Chúa Trời, ta không chấp nhận men gian ác độc dữ. Chấp nhận là khi chúng ta nghe và chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận, bắt đầu đóng bột nó dậy lên ngay. Đúng không chị Hằng? Người kia không có liên quan gì với chúng ta cả, nhưng mà nhiều khi ta nghe một cái điều nó không có đúng, rồi lập tức người ta nói mình một cái gì đó, đó là lúc đó chúng ta đang hấp thụ men. Nhưng mà chúng ta có quyền từ chối không ạ? Từ chối bằng gì ạ? Mồm miệng.
nhân danh Chúa Giêsu, tôi không có điều đó. Ngợi khen Chúa, người này nói vui cho con ngợi khen Chúa, con sắp được nhận phước hạnh. Amen. Yeah, Chúa nói là khi người ta lấy mọi điều dữ nói vui chúng ta thì chúng ta được gì ạ? Phước. Phước đó là có nghĩa là gì? Tôi phải khước từ nó, tôi khước từ, tôi không có chấp nhận cái lời người ta nói gian ác độc dữ đối với tôi. Người ta không có gieo những cái điều dơ dở bẩn vào trong nhà của tôi. Chúng ta nghe đầy, đi ra chúng ta nghe đầy, lỗ tai chúng ta nghe đầy. Nhưng mà Chúa nói là ai có lỗ tai thì hãy nghe. Có nghĩa là gì? Có ai không có lỗ tai không? Nhưng Chúa cũng nói cẩn thận về điều các ngươi nghe. Cái việc mà nói xấu, anh chị em không cấm được. Nhưng mà hãy biến những cái điều mà người ta nói xấu đó, nó trở thành cơ hội phước hạnh mà Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước cho tôi và anh chị em. Yeah. Cho nên buổi sáng hôm nay, anh chị em có quyền để từ chối men cũ. Và chúng ta từ chối men cũ của người khác, nhưng anh chị em cũng đừng quăng men cũ cho người khác. Tôi từng quăng men cũ cho người khác. Người ta nói xấu tôi lấy cái nói xấu tôi nói, cái ông đó nói xấu tôi, cái ông nói xấu tôi. Thế là cái người nghe người đó giận giùm tôi. Không, không nên. Như vậy hôm nay chúng ta quyết định một điều gì? Con không dùng men gian ác độc dữ nữa. Bao nhiêu người đồng ý á? Chúng ta hứa trước mặt Chúa nè, trong danh của Chúa Giêsu, con không chấp nhận men gian ác độc dữ chạm đến con, và chính con cũng không dùng men gian ác độc dữ để ảnh hưởng người khác. Amen. Chúng con là một nhồi mới không men của sự thật là lẽ thật. Amen. Hãy nói những lời chân thật ra anh chị em. Chúng ta nói những cái lời chân thật, không có dùng men gian ác độc dữ của mình hoặc là của người khác. Vì chúng ta là con sinh của, có con sinh của lễ vượt qua mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Chúng ta được tự do khỏi men cũ rồi. Một lần nữa, một người bên cạnh nói là anh được tự do khỏi men cũ rồi. Chị được tự do khỏi men cũ rồi. Men đó không có quyền trên chúng ta nữa. Nhưng chúng ta là một người không men của Chúa, và chúng ta có men của nước thiên đàng. Chúng ta hãy truyền men nước thiên đàng ra, lan tỏa men nước thiên đàng ra. Amen. Những nơi anh chị em đến, hãy nói ra nước thiên đàng, hãy nói ra sự vinh điển của Chúa, nói ra sự chữa lành, nói ra sự giải phóng, nói ra sự đắc thắng của Chúa Giêsu dành cho người ta. Hallelujah. Khi nào ở đây sạch men cũ rồi thì men mới, men của nước thiên đàng bắt đầu hành động cho chúng ta. Hai thứ men này mà nó vô là mệt lắm. Cùng một lúc mà nhập hai thứ men này vô, cho em nghĩ nó mệt không? Vậy đó mà nó ở lâu chúng ta rất là lâu rồi. Hallelujah. Bây giờ chúng ta chỉ cần một loại men thôi. Amen. Rồi nói về rau đắng có nghĩa là gì? Rau đắng ở trong sách Côrintô thứ nhì cho chúng ta biết về cái đó là tấm lòng của sự ăn năn. Ở trong chương thứ 7, Phaolô nói như thế này, câu 8: dầu nhân bức thư tôi đã làm cho nên buồn rầu thì tôi chẳng lấy phàn nàn, mà nếu trước đã phàn nàn vì tôi thấy bức thư ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc, nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào, vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh sự hối cải. Sự hối cải chính là sự ăn năn. Hình ảnh của rau đắng đó là hình ảnh của đời sống ăn năn. Sự ăn năn không phải là sự tự định tội, nhưng mà tự xét lấy mình so với lời Chúa để chúng ta khước từ. Sự ăn năn nó bày tỏ, nó kèm theo một hành động cụ thể. Cái búa để kề rổ cây, các ngươi hãy kết quả xứng đáng của sự ăn năn. Sự ăn năn đó là tôi trở lại cái điều đúng đắn với lời Chúa và với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn cho chúng ta một cái sức mạnh để chúng ta bước vào trong cái mối tương giao mật thiết với Chúa, và đồng thời giúp cho tôi và bà chị em trở lại trong mối tương giao của anh chị em với nhau ở trong Chúa. Chúng ta cần chấp nhận sự khác biệt của nhau,
Bởi vì chúng ta được kết hợp với nhau bởi những cái lắt léo, và chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Người có ơn này, người có ơn kia, chúng ta hãy kết hợp với nhau để phục vụ Chúa. Đừng để cái hành vi gọi là cái tư tưởng ngôi sao, chỉ tôi là số 1, mà chúng ta phải hành động như là những chi thể trong thân thể của Chúa, hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta có sự đắc thắng. Chúng ta trở lại ở trong sách Xuất Ký đồng 12. Câu 11. Vậy thì ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm gậy ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Dây lưng cột, và gì nữa? Chân mang dài, tay cầm gậy. Thật ra đây là hành động của một người sẵn sàng. Tức là anh chị em là được chuộc rồi, và anh chị em trở thành như là một người chiến sĩ. Chúng ta phải sẵn sàng trong mọi lúc, sẵn sàng để bước đi, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng đi theo cái sự dẫn dắt của Chúa, để chúng ta không còn ở dưới cái sự chần chừ và lần lửa nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng, chúng ta đã nói sơ qua về cái lễ vượt qua, và trở lại Luca đoạn 22 thì chúng ta xem công lại câu 19. Đoạn ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong bẻ ra phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này, sự này để nhớ tới ta. Tức là Chúa khuyên các môn đồ hãy làm cái điều này để nhớ ta. Nhớ cái gì? Nhớ về thân của Chúa. Trong lễ tiệc thánh, sứ đồ Phaolô đã dạy hội thánh Côrintô là chúng ta phải tự xét lấy mình và cần phải biết phân biệt thân Chúa. Thân Chúa không phải chỉ là miếng bánh, mà thân Chúa chính là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không được phép tấn công thân thể của Chúa. Chúng ta không được phép phá hủy thân thể của Chúa. Thân thể của Chúa bao gồm tất cả hội thánh trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có một cái nhóm nhỏ của chúng ta. Thân thể của Chúa là bất cứ những ai tin và nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình, thì người đó thuộc về thân thể của Chúa. Và chúng ta cần được tôn, người đó cần được tôn trọng. Ai tấn công thân thể của Chúa, tức là tấn công Chúa. Cho nên ai mà tấn công chúng ta là việc của người ta. Tôi không quan tâm. Nếu anh họ tấn công tôi là họ đang tấn công thân thể của Chúa. Ai đụng đến ngươi, tức là đụng đến cái gì? Còn ngươi của mắt Chúa. Mà đụng đến Chúa giống như là đá vào trong cái gai nhọn vậy đó, thế nào cũng đau thôi. Anh chị ta cũng không cần phải lo, chúng ta có một sự bảo vệ vô hình. Ai chúc phước ngươi, người đó được chúc phước. Ai rủa xả ngươi, người đó bị rủa xả. Hơi đâu mà lo. Ngày trước tôi mất cái thời gian cho cái việc mà gọi là bào chữa. Tôi nghe cái người này nói xấu về tôi, cái đầu tôi hoặc là người này nói có cái ông kia nói xấu tôi, tôi đầu tôi chạy tôi bào chữa, tôi ba tôi rào, tôi đón đủ kiểu. Một ngày kia chú nói: ủa tại sao con phải rào? Con có một sự bảo vệ vô hình. Ai chúc phước con người đó được chúc phước, ai rủa xả con người đó bị rủa xả. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái việc mà người ta rủa xả chúng ta đó, về một phương diện mà giao ước chúng ta được bảo vệ, nhưng mà nếu cái điều đó chúng ta làm sai thật thì sao? Nếu chúng ta làm sai thật mà chúng ta không chịu sửa thì chúng ta sẽ chịu cái sự thiệt hại đó. Còn nếu chúng ta không có làm mà người canh dựng chuyện nói vu thì sao? Chúa ở bên vực chúng ta. Chúa nói nếu ai vả má bên hữu ngươi thì sao? Má bên kia để cho là hận sao vả luôn. Ai kiện ngươi để lấy cái áo vắng, tức là cái áo bên trong, thì Chúa nói sao? Cho luôn cái áo dài luôn. Cái áo vắng và áo dài này nó có nghĩa là áo bên trong đó là cái áo gọi là cái effort, nó là cái sự bảo vệ bên trong để cho người ta mặc, để nó không có bị khi mà trời lạnh á. Anh chị em để ý mà cái người ở trên vùng lạnh á, anh chị em mà trời lạnh á, anh em mặc cái áo thun sát và sau đó anh em mặc cái áo khoác nữa thì nó ấm lắm. Còn nếu chúng ta mặc cái áo khoác to dày nó cũng không ấm bằng có cái áo nó sát, bó sát người, cái đó là cái effort. Nhưng mà ý nghĩa của cái effort và cái áo choàng này nó khác nhau.
Cái ephod đó là cái sự bảo vệ, cái sự công chính, tức là nó là một cái áo mà người ta mặc để mà che cái sự lõa lồ, để là bảo vệ cái sự công chính. Nhưng người ta kiện, người ta lấy cái áo đó, tức là người ta kiện luôn để người ta muốn hạ nhục anh chị em. Còn cái áo bên ngoài, cái áo choàng đó là nói về cái áo chức vụ. Nếu người ta đã cố tình người ta kiện để lấy cái sự công bình của chúng ta, anh em cho họ luôn cái áo choàng. Bây giờ anh muốn lấy, cứ lấy. Cái người mà công chính trước mặt Chúa không sợ gì hết. Cái người ngay thẳng trước mặt Chúa không bao giờ sợ cái gì cả. Isaac đã từng đào giếng, người ta kiện, người ta lấy cái giếng luôn. Isaac bỏ đi, đào giếng khác, kiện nữa, cho luôn, lấy y khác, đào giếng khác. Tại vì thật ra anh em biết, nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa, thì những cái giếng nhỏ đó, người ta kiện, người ta lấy cái giếng nhỏ đó, để chi vậy? Chúa cho chúng ta cái giếng lớn. Chúa để cho chúng ta nơi rộng rãi. Tôi từng bị kiện mà, từ ở bên nhà bên kia, cái phòng nhỏ xíu, họ kiện, xong đuổi tôi ra, đuổi luôn á. Đuổi tôi đi mà tôi là lãnh đạo thánh cho nên họ thánh đi luôn. Rồi chúng tôi bắt đầu qua một cái môi trường mới, cũng nhỏ. Rồi chúng tôi cũng bị người khác kiện. Và trong 2011, Giáng sinh 2011, Chúa cho tôi khải tượng là đến đây. Khi tôi mượn nơi đây để tổ chức, lúc đó chưa có chỗ này đâu, nó chưa có cái tầng này đâu, nó ở dưới thôi, dưới tầng trệt thôi. Và khi tôi mượn để mà tổ chức lễ Giáng sinh, thờ vượng Chúa xong, trong đêm đó Chúa cho tôi thấy khải tượng là tại nơi đây sẽ có hàng ngàn người được đào tạo và được sai đi. Tôi gặp ông bà mục sư, tôi nói ông bà mục sư nói rằng là thì mục sư cứ cầu nguyện đi. Trong một ngày nọ, 5 giờ sáng, khoảng 5 giờ 15 tôi thức dậy, tôi cầu nguyện. Thì tôi đang cầu nguyện chút xíu thì tôi nghe một tiếng phán của Chúa là hôm nay gặp tôi với lại mục sư ở đây gặp nhau. 2 phút sau, chính bà mục sư gọi lại cho tôi. Mục sư ơi, hỏi gì? Bà hôm nay ông có rảnh không? Dạ, có rảnh. Chúa nói bữa nay tôi với ông gặp nhau. Anh chị em thấy kinh khủng không? Và tôi biết đây là 2 chứng đáng tin rồi. Tôi quyết định tôi gặp. Và sau đó ông bà giao cho chúng tôi quản lý cái căn nhà này. Quản lý được gần 1 năm. Sau đó thì tôi xin phép là tôi không quản lý nữa. 1 là tôi chỉ thuê cái phòng này. 2 là tôi thuê nguyên căn nhà này để tôi phục vụ Chúa. Và anh chị em biết lúc đó chúng tôi đâu có tài chánh đâu. Hội thánh không có tài chánh. Hội thánh ở đây nhóm lại có mấy người làm sao có tài chánh? Nhóm chưa được 10 người làm sao có tài chánh để mà thuê nguyên căn nhà? Cho nên lúc đầu tôi quản lý căn nhà, tôi không có phải trả tiền, tôi chỉ trả tiền điện thôi. Còn phần còn lại là ông bà cho tôi mượn miễn phí 1 năm. Qua năm sau tôi xin phép. 1 là tôi chỉ thuê căn phòng này thôi để nhóm. Tôi vẫn thuê căn nhà riêng. 2 là tôi sẽ thuê cả căn nhà này. Và ông bà đưa ra một cái mức giá thời điểm đó là 400 đô một tháng. Năm 2013, 400 đô một tháng. Tôi nói ông bà chị em, một tháng hội thánh dân hiến chưa được 200 đô, có nghĩa là có 4 triệu, 5 triệu thôi. Mà lúc đó chúng tôi phải trả với 400 đô một tháng. Chúng tôi cầu nguyện, cầu nguyện mà Chúa chỉ cho cái phương cách để làm sao để có thể thuê được cái nhà này. Và từ 2013 bắt đầu lên giá. Bây giờ là mỗi tháng, lúc đó, mới cách nay đầu năm thì đòi lên giá là 17 triệu một tháng. Nhưng chúng tôi đã trả giá và cuối cùng là đồng ý là 15 triệu một tháng. Chúng tôi vẫn thuê. Cho nên Chúa cho chúng tôi được ra nơi rộng rãi. Và tôi sẵn sàng có thể lúc nào đó, nếu như ở đây người ta lấy lại, có nghĩa là Chúa muốn ra một nơi rộng hơn. Amen, chị em có tin không ạ? Dạ. Cho nên chúng ta không cần phải chống lại người ta muốn ép chúng ta. Ép đủ cách. Như sứ đồ Phaolô nói gì? Chúng tôi bị ép đủ cách. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chấp nhận ép. Chấp nhận chịu ép. Ép để ra cái gì? Ra dầu. Muốn lấy được dầu thì phải làm gì à? Mấy anh em đã từng thấy mình ép dầu lạc chưa? Đậu phộng á. Để vô cái máy mà ta ép, xay mà lấy thì nó ra được, ra dầu. Chúa Giêsu bị ép ở đâu? Getsemane, đó là vườn dầu. Và tại đó xây sức dầu đến. Cho nên nếu người ta ép chúng ta
chịu lễ thương khó của Chúa. Chúa chấp nhận chịu thương khó để giải phóng tôi và chị em ra khỏi những sự khó thương. Amen. Yeah. Khó thương của chính mình và khó thương của người khác. Mà Chúa chấp nhận sự thương khó. Ngài chịu ép để có giàu. Và thực sự nói rằng chúng ta chịu thương khó với Chúa có nghĩa là gì? Đó là chúng ta dự phần chấp nhận sự bắt bớ vì nước thiên đàng. Chấp nhận. Có thể chúng ta không bị bắt bớ vì chính quyền, nhưng chúng ta có thể bị bắt bớ từ người này, người kia, từ anh chị em, từ những người ngay trong những người đồng lao. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và chị em thật sự là trở thành những người mà được bước đi ở trong sự đắc thắng, sự tự do mà Chúa Giêsu đã dành cho tôi và chị em. Như vậy là Ngài, cái thân thể của Ngài đó là đã vì chúng ta phó cho, và Chúa nhắc chúng ta giờ tiệc thánh. Khi giờ tiệc thánh chúng ta nhớ đến thân của Chúa. Nhớ xem chúng ta có bất hòa với nhau không. Và để làm hòa không phải cố gắng bằng sức của anh chị em đâu, nhưng bằng tình yêu của Chúa. Bởi Chúa con tha thứ, bởi Chúa con hiệp một, bởi Chúa con có thể yêu thương, bởi Chúa con không có kể tội người khác, bởi Chúa con vẫn có thể làm công việc của Chúa cùng nhau. Và Chúa sức giàu cho mỗi người trong mỗi cái ơn, mỗi lĩnh vực, và chúng ta sẽ phát huy cái ơn đó trên đời sống của chúng ta. Và cái điều thứ hai, câu 20, khi ăn xong Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Chúng ta thấy cái điều này trong ánh sáng của Tân Ước, như là trong sách Hebrew chương thứ 9. Tôi xin đọc từ câu 11. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người ta dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi đó thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không thì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Chúa Giêsu đã trải qua các tầng trời. Ngài không có trải qua cái đền tạm nhỏ này, nhưng trải qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn. Và Chúa Giêsu đã vào nơi đó thánh một lần thì đủ hết. Chúa Giêsu vào nơi thánh một lần thì đủ hết. Dâng chính mình, tức là thân thể, dâng chính huyết của mình để có giá trị chuộc tội đời đời. Cho nên mỗi lần chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh, hoặc là chúng ta dự cái lễ thương khó, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang dự phần với Chúa ở trong thân và huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta dự phần trong sự thương khó của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đã mô tả điều này trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 12 trở đi như sau: hỡi anh em yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, tha hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Cho nên nếu ai làm khổ anh chị em vì anh chị em là tín đồ của Chúa, hãy ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, con đang chịu bắt bớ có nghĩa là con đang chịu dự vào trong sự thương khó. Yeah. Còn nếu mà chúng ta không có đối diện với điều này, chúng ta tin Chúa mà thấy bình hòa an ổn thì chúng ta không có phần gì với Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta được dự phần vào trong sự thương khó của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Alleluia. Như vậy anh chị em sẽ thấy lễ thương khó nó có rất có giá trị trên đời sống của tôi và chị em. Chúng ta được thông công với thân của Chúa, chúng ta được thông công với huyết của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện giờ này, xin Thánh Linh của Chúa cho lời của Chúa, cho lẽ thật của Chúa, và xin Chúa Ngài cho thực sự bánh và chén của Chúa được thấm nhuần vào trong chúng ta. Chúng ta là người được dự phần với Chúa trong sự công bình, sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta chịu bắt bớ là cũng chịu dự vào trong sự thương khó mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Amen.
Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.